Lời Pháp Vàng Ngọc của Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 3. Sau đó lại đoạn diệt phân biệt. Không những thế, suốt thế gian đều không chấp trước, ý niệm phân biệt cũng không. Vậy thì pháp giới bốn thánh cũng diệt, sống ở pháp giới nhất chân. Đến khi ở trong pháp giới nhất chân, phá hết 41 phẩm vô minh, chúng ta mới chân thật được phục sinh. Phục sinh đó là gì? Là chứng được quả địa cứu cánh của Như Lai, tâm tánh hoàn toàn được hồi phục. Không phải phục sinh là trở lại thế gian này để làm người. Từ cảnh giới cao phi vào trong cảnh giới thấp thì được đại tự tại. Bất cứ không gian duy thứ khác nhau nào, chúng ta thảy đều có thể đột phá. Muốn hiện thân ở nơi nào thì liền hiện thân nơi đó. Phẩm Phổ Môn Bồ Tát Quán Thế Âm nêu ra ví dụ, đáng dùng thân gì để độ thì liền hiện thân đó để độ. Tự tại đó chính là tâm tùy ứng lượng, tùy chúng sanh tâm ứng sở chí lượng, còn gọi là thường nguyện tái lai. Họ không tạo nghiệp cũng không có quả báo. Không tạo nghiệp là nhân, không có quả báo là quả. Chúng ta tạo nghiệp thiện thì có thiện báo, thiện báo của ba đường thiện. Còn tạo ác nghiệp thì khổ báo của ba đường ác. Thế suốt thế gian pháp đều không thể rời khỏi nhân quả. Thánh nhân không mê nhân quả, không có nghĩa là không có nhân quả. Phương pháp tu trì. Chúng ta học Phật phải tu gì? Tất cả không ngoài đoạn ác tu thiện, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, vốn đời đời kiếp kiếp, từ vô lượng kiếp đến nay, đã hại chúng ta. Ngày nay, chúng ta giác ngộ, không còn vì chính mình, mà mỗi niệm vì chúng sanh, vì hòa bình an định của toàn thế giới, tâm thanh tịnh, đại công vô tư. Nếu còn có một niệm vì bản thân, thì tâm tư này chính là tâm luân hồi. Không đoạn dứt tâm luân hồi, cái bất sanh bất diệt mãi mãi không thể đạt đến được. Chúng ta may mắn tin vào thời đại này, có cơ duyên đoạn diệt tâm luân hồi. Nếu sanh vào thời thái bình thịnh thế, chúng ta ắt sẽ xem thường việc liễu sanh thoát tử. Việc này gọi là nghịch tăng thượng duyên. Bức chúng ta phải lo gấp, phải chân thật dụng công, chân thật nỗ lực, sao cho trong thời gian ngắn đạt được thành tựu thù thắng. Các hành giả tu tập trên núi sống rất hoan hỷ, hòa thuận lẫn nhau, mỗi ngày đều lên lớp đọc sách chăm chỉ, vì tinh thần của họ có chỗ nương về, không có cơ hội khởi vọng tưởng. Tâm định, sau khi định thì được an, sau khi an thì được lự. Lự chính là khai trí huệ, thành tựu giới định huệ tam học. Tuổi tác chúng tôi đã cao, việc cần thiết phải làm ở cuối đời chính là bồi dưỡng học trò. Học trò không nhất thiết phải nghe, chúng tôi có muốn dạy cũng không thể dạy được. Vì đạo của sư chất đòi hỏi đôi bên phải có lòng tin tuyệt đối, không chút hoài nghi. Những người xuất gia trẻ ở Tô Hôm Ba đã theo chúng tôi mười mấy năm, họ tương đối chất phác, đều tin tưởng những gì chúng tôi truyền dạy. Ngoài việc đọc sách tu dưỡng phẩm đức, chúng tôi không đặt nặng những thứ khác. Đã là người xuất gia, chúng ta phải chân thật làm người xuất gia, dành đúng ngôn thật, như thế mới không có lỗi với Phật Bồ Tát. Với sự cúng dường của đàn na tín thí, cần phải thông lầu kinh điển. Mỗi người đều có thể giảng, thể hội thực hành. 24 giờ đồng hồ còn không đủ dùng, huống hồ khởi tâm vọng tưởng. Chuyên tâm đọc sách, học tập, quyết không lãng phí. Đặt mục tiêu là làm Phật, làm Thánh, làm Hiền. Người thời xưa mỗi ngày nằm mộng mong cầu. Ngày nay chúng ta được đầy đủ sung túc hơn mà không biết tận dụng. Cơ hội ngàn năm một thuở, không phải lo ăn mặc ở, không phải hóa duyên, phàn duyên với người. Học giáo trên núi của chúng tôi là giảng kinh Hoa Nghiêm liên tục,
Sau đó, nhờ vào đường truyền Internet, đưa bài giảng đến các trường đại học, các đạo tràng ở khắp nơi trên thế giới. Việc thi cử, giải đáp đều dùng đường truyền. Sau khi đã nâng cao, chúng tôi thành lập nghiên cứu sở đa nguyên văn hóa, đào tạo nghiên cứu sinh có năng lực, lấy học vị của trường, hoàn cảnh tu học thù thắng. Có được do chư Phật Bồ Tát gia trì, được hàng quán trưởng bảo hộ, cảm ứng đích thực không thể nghĩ bàn. Con trai của Thái cư sĩ mới 5 tuổi, được Dương lão sư dạy học trên núi, không những có thể học thuộc lòng đệ tử quy, mà còn hiểu tường tận và thực hành. Chúng tôi cũng đã mở lớp cho các bạn nhỏ tiếp tục nhận giáo dục thánh hiền, đem lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền mà yêu cầu các bạn nhỏ phải học thuộc lòng, giảng giải nghĩa. Người lớn cần phối hợp cùng con cái hỗ trợ nhau học tập. Có lần nhìn thấy bọn trẻ gọi mẹ, mẹ chúng lập tức trả lời và vội vã đi đến. Dương lão sư đã lập tức ngăn lại nói: cha mẹ gọi, chớ chậm trễ, không thể đảo lộn trật tự này được. Thói quen này không nên dưỡng thành. Cho nên, người lớn trẻ nhỏ hãy đều phải học, học quy củ, ngăn nắp. Trên núi, chúng tôi ở thuần một bầu không khí hoan hỷ. Những năm tháng cuối đời không còn nhiều, nên chúng tôi toàn tâm toàn lực thúc tiến việc định đặt một nền tảng để người sau cố gắng nỗ lực tiếp bước, đem Phật cùng nho phát dương quang đại. Sau đó đem công đức này cầu sanh tịnh độ. Đạo của thánh nhân không gì khác hơn chính là học. Khổng lão phu tử cảm thán rằng: ngay trong một đời nghĩ tưởng, nghĩ đến sau cùng, khi tổng kết lại thì không gì bằng học. Cho nên ông nói: sống đến già, học đến già. Trong Phật Pháp, học là quan trọng nhất. Từ sơ phát tâm thẳng đến Như Lai địa, mỗi ngày học tập, dũng mãnh tinh tấn, chăm chỉ nỗ lực, sau khi thành Phật vẫn chăm chỉ học tập, làm gương cho người khác. Cũng như khi cha mẹ vẫn phải học tập để con cái xem, thầy giáo ngày ngày vẫn học tập để học trò xem. Nhà Phật gọi là giáo hóa tam luân. Lời nói cùng thân thể biểu hiện ý niệm, mỗi niệm vì tất cả chúng sanh làm gương mẫu. Học để làm thầy, làm để mô phạm, vĩnh viễn không ngơi nghỉ. Đây là thánh đạo. Chúng ta có duyên sâu, có cơ hội tu học, hãy nỗ lực tinh tấn rồi đem ra thực tiễn, giảng cho các thế hệ sau này. Vu Lan bàn về lý luận và sự thật của việc siêu độ. Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn. Rất nhiều quỷ quái trong âm gian địa phủ xuất hiện ở nhân gian. Vì vậy, trong tháng này, việc Phật sự siêu độ theo đó cũng rất bận rộn. Một số thắc mắc được đặt ra: liệu việc siêu độ rốt cuộc có hiệu quả hay không? Việc siêu độ có nhất thiết phải do người xuất gia thực hiện hay không? Nhà Phật có phương pháp và lý luận của việc siêu độ rất hợp tình, hợp lý và hợp pháp. Thế nhưng, cách siêu độ quy mô lớn này lại không thường thấy trong Phật giáo Nguyên Thủy. Ngay trong kinh điển Đại Thừa Trung Quốc phiên dịch, ghi chép việc này rất rõ ở Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Trong kinh cho thấy, nữ Bà La Môn, nữ Quan Mục đều là người trẻ tuổi hiếu thảo. Cha mẹ của họ do thiếu tri thức đã tạo nhiều nghiệp tội, phải đọa vào ba đường ác. Chúng sinh tạo nghiệp tội, gieo nhân lúc sinh thời. Đức Phật nói, mười pháp giới và cảnh giới hư huyễn do vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh mà biến hiện ra. Cũng giống như trong mộng, cảnh giới trong mộng tuy không thật, nhưng không thể nói nó không có. Tình trạng sáu cõi cũng vậy, do vọng tưởng phân biệt cộng thêm chấp trước nghiêm trọng, liền biến hiện ra sáu cõi luân hồi. Hay nói cách khác, nếu chúng sanh không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, không những không có lục đạo, mà mười pháp giới cũng không có.
Vì vậy, Đức Phật nói, những hiện tượng này như mộng huyễn và những hư ảo này chỉ tồn tại khoảng thời gian không lâu. Đức Phật lại nêu ra một ví dụ, như xương cũng như điện, xương là giọt xương tan biến. Khi mặt trời xuất hiện, thời gian tồn tại của nó không dài. Điện là tia chớp, thời gian tồn tại càng ngắn hơn. Trong kinh Bát Nhã, Đức Phật cũng đem ra chân tướng sự thật này, nói rất rõ ràng tường tận. Lý luận và phương pháp siêu độ cũng không rời nguyên lý này. Tất cả nghiệp tội đều do chấp trước mà phát sinh. Trong sáu cõi lại xuất hiện ra cảnh giới của ba đường ác. Tuy là ảo vọng không thực, nhưng cảm nhận đau khổ là thật. Ví như người trong mộng, thấy mộng là giả. Trong mộng, nếu gặp hổ muốn ăn thịt, thì người nằm mộng cũng sẽ khiếp vía toát cả mồ hôi. Khi tỉnh mộng, tâm vẫn còn sợ hãi. Cảnh giới hư ảo, nhưng tâm cảm thọ lại thật. Sống trong ác đạo, phải thọ những khổ đau này. Kinh điển có ghi chép, A-la-hán là người đắc đạo, không phải phàm phu. Phàm phu chúng ta không thể nhớ được chuyện quá khứ, nhưng A-la-hán có thể nhớ được hành vi tạo tác trong 500 kiếp quá khứ, bao gồm những việc khổ vui đã nhận chịu, hoặc ngay trong 500 đời đã từng đọa địa ngục. Đức Phật giảng kinh thuyết pháp cũng nhắc đến hoàn cảnh trong địa ngục, khiến người ngồi nghe tâm còn run sợ, thậm chí toàn thân rứa máu. Đức Phật dạy người không vọng ngữ, bản thân Ngài tuyệt nhiên không vọng ngữ. Mỗi câu đều là chân tướng sự thật. Do đó, phải tin rằng ba đường ác vô cùng đáng sợ. Người tạo ác nghiệp sẽ chiêu cảm cảnh giới ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Không phải Diêm La Bắc, cũng không phải Phật Bồ Tát trừng phạt. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi tuyệt đối không trừng phạt người ác. Đức Phật vẫn nói, tự làm tự chịu. Mỗi người tự tạo loại nghiệp thì tự nhiên sẽ cảm được quả báo. Nhân quả nghiệp báo vô cùng phức tạp. Ngài có thể giảng rõ ràng, nhưng lý cao sâu, chúng sanh không thể tiếp thu, cũng không có tuổi thọ dài để lãnh hội. Cho nên, Ngài dạy chúng sanh chọn lấy phương pháp tự nhiên đơn giản, đó là phương pháp quy nạp. Đức Phật quy nạp nghiệp nhân trong 10 pháp giới, từ thấp từng bậc mà giảng lên. Nghiệp nhân của địa ngục là sân hận. Tâm sân cảm địa ngục, người mang tâm sân hận nặng chắc chắn sinh đố kỵ, thủ đoạn tàn nhẫn, tạo tác nghiệp tội cực trọng, chiêu cảm quả báo địa ngục, thì tự nhiên biến hiện ra cảnh giới địa ngục. Nghiệp nhân của ngạ quỷ là tham không chán, tức là hưởng thụ chiếm hữu, giành giật danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần bất chấp thủ đoạn, tâm tham sinh bẩn xẻng, không xả cho người khác, liền biến hiện ngạ quỷ. Nghiệp nhân của súc sanh là ngu si, không có năng lực phân biệt chân vọng, không phân biệt chánh tà, thậm chí thị phi thiện ác, lợi hại đều lẫn lộn bất phân. Người ngu si thường đem tà ác cho là việc tốt, đem chánh pháp xem là tà pháp. Ngu si là không có trí huệ, không có năng lực phân biệt, tự nhiên sẽ rơi vào đường súc sanh. Ba đường ác, sáu cõi luân hồi là cảm thọ từ những việc làm của chính chúng ta, không phải do sức mạnh nào đó đang chi phối, an bày hay trừng phạt, mà là chiêu cảm tự nhiên của nghiệp lực. Nghiệp nhân của cõi người là luân thường, mà trong Phật Pháp gọi là ngũ luân: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Nhà nho Trung Quốc còn gọi là nhân lễ nghĩa trí tính, tương đồng với nội dung ngũ giới của nhà Phật. Con người ngay trong đời này, mọi sinh hoạt, lời nói, việc làm đều phải tuân thủ nguyên tắc này, thì mới có thể giữ được thân người trong lục đạo, hoàn toàn không có ngẫu nhiên. Cõi trời phước báu cao hơn so với cõi người, do đó
điều kiện cũng cao hơn so với cõi người. Muốn đến cõi trời phải tu 10 thiện, tư tưởng hành vi phải tương ứng với 10 thiện, bao gồm thân không sát sanh trộm cắp, dâm dục, miệng không nói dối, nói hai chiều, nói lời ác, theo dệt, ý không tham sân si. Ngoài ra, còn pháp thiện cũng từ trong 10 điều thiện này mà sinh ra. Người có thể tu 10 nghiệp thiện kết hợp với việc giữ tứ vô lượng tâm, chắc chắn sẽ sinh thiên. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, bao gồm từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Cõi Atula, người tu ngũ giới 10 thiện nhưng không có tứ vô lượng tâm, quả báo của họ biến thành Atula. Không có tứ vô lượng tâm, hưởng phước rồi mê hoặc, điên đảo. Trong kinh Đức Phật nói, Atula không đoạn được tham sân si. Dùng tâm tham sân si tu 10 nghiệp thiện, tu ngũ giới, họ có phước báo lớn của trời người, nhưng lại không có đức của trời người. Vì thế, Atula có tính cách hung bạo, háo thắng đố kỵ. Chẳng hạn, người mang tâm háo thắng mạnh, khi đến thắp hương ở pháp hội, họ nhất định dành thắp nhang đầu tiên, không bằng lòng đứng sau người khác. Họ có tu thiện không? Có. Họ cũng tu tích công đức, nhưng lại háo thắng, quả báo luôn rơi vào đường Atula. Đức Phật dạy, chúng ta tu tâm thanh tịnh, Bồ Tát Đạo tu tâm khiêm hạ, khiêm tốn nhường nhịn. Xem trong kinh Hoa Nghiêm, thấy được 53 vị đồng tham, 53 vị pháp thân đại sĩ đều là Bồ Tát. Thái độ đối nhân sự thế tiếp vật của họ rất khiêm nhường tôn kính, không một chút ý niệm ngạo mạn, không háo thắng. Học Phật đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức, ngạo mạn háo thắng, nếu không thể sửa thì kết quả biến thành Atula. Hướng lên trên là các thành văn tu tứ đế, khổ tập diệt đạo, bậc duyên giác tu thập nhị nhân duyên, Bồ Tát tu lục độ, chư Phật tu bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng chính là Phật đạo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đem nghiệp nhân phức tạp của 10 pháp giới quy nạp lại thành trọng điểm dạy cho chúng ta, giúp mọi người hiểu rõ nguyên nhân của quả báo. Đây là thường thức phổ thông của việc học Phật, không thể không hiểu, không thể không biết. Đối với khởi tâm đồng niệm, chúng ta sẽ tự biết tương ứng với đường nào. Không hiểu đạo lý, không biết chân tướng sự thật, làm càng làm quấy, tạo ác nghiệp, đọa vào ác đạo. Dù có con cháu hiếu thảo, cũng khó lòng giải trừ được. Huống hồ xã hội hiện nay, người hiếu thảo càng ngày càng ít. Trong kinh Địa Tạng, nữ quan mục, nữ bà la môn là những hiếu tử. Thấy mẫu thân tạo tác tội nghiệp, rơi vào ác đạo, họ toàn tâm toàn lực nghĩ cách cứu giúp mẹ, tâm chân thành liền cảm động Phật Bồ Tát. Cần hiểu rõ, Phật Bồ Tát không thể cứu giúp, các ngài chỉ có thể đem phương pháp lý luận cứu giúp truyền lại cho chúng sanh. Phương pháp cứu độ chúng sanh là vô lượng vô biên, trong đó niệm Phật là phương pháp hữu hiệu nhất. Nữ bà la môn được dạy phương pháp niệm giác hoa định tự tại Như Lai. Tuy không niệm Phật A Di Đà, nhưng niệm giác hoa định Như Lai cũng như niệm Phật. Hiếu nữ này vì muốn cứu khổ nạn cho mẹ, cô thường khuyên nhủ, nhưng mẹ cô không tin, không thể tiếp nhận, cho nên bà gặp quả báo địa ngục. Theo lời Phật dạy, cô dụng công niệm Phật bằng tâm khẩn thiết. Sau khi nỗ lực hết mình, niệm một ngày một đêm thì cô được định. Trạng thái nhất tâm bất loạn trong niệm Phật thuộc về sự công phu rất cao. Tâm của phàm phu là tán loạn, niệm đến nhất tâm bất loạn tương đương với A-la-hán của tiểu thừa, rất khó đạt được. Kinh Địa Tạng là kinh đại thừa, nữ bà la môn không phải là A-la-hán của tiểu thừa,
nhưng công phu đoạn chứng của cô tương đương A-la-hán. Công đức tu tích vượt trên A-la-hán, ngang hàng Bồ-Tát. Đến cảnh giới định, cô liền nhìn thấy địa ngục biến hiện ra. Trong địa ngục, quỷ vương gác cửa, thấy cô liền cung kính gọi Bồ-Tát và lễ phép chào hỏi. Cô liền hỏi quỷ vương về mẹ cô, hiện ở nơi nào trong địa ngục. Quỷ vương chắp tay, kính cận chúc mừng rằng, nhờ cô phát nguyện siêu độ, nên bà ấy đã thoát khỏi địa ngục, được sinh lên cõi trời. Cách siêu độ rất hiệu nghiệm, mà không cần phải mời pháp sư đến tụng kinh bái sám. Tự thân niệm Phật, niệm đến nhất tâm bất loạn, rồi dùng công đức này hồi hướng cho cha mẹ. Chúng ta nhất định phải thể hội chân thành. Tu hành chứng quả không dễ. Tại sao nữ Bà La Môn chỉ trong một ngày một đêm có thể niệm đến nhất tâm bất loạn? Nếu mẹ cô không đọa địa ngục, không bị những khổ nạn, thì cô sẽ không có động lực tha thiết niệm Phật đến vậy. Ngày nay chúng ta niệm Phật nhiều năm, tại sao ngay cả công phu cũng không đạt được huống hồ nhất tâm bất loạn? Đó là do chúng ta không có áp lực. Chỉ khi người thân yêu rơi vào A Tỳ địa ngục, chịu những khổ nạn, chúng ta mới toàn tâm toàn lực muốn cứu giúp. Đức Phật truyền trao phương pháp này, chúng ta hãy nỗ lực tu hành. Mẹ của nữ Bà La Môn đã làm tăng thượng duyên cho cô. Nếu bà không bị đọa địa ngục, thì cô sẽ không có thành tựu này. Vậy, nguồn gốc sâu xa là mẹ cô đã giúp cô. Cô cũng giúp lại mẹ cô. Khi cô trở thành Bồ Tát, quỷ thần đối đãi cung kính với mẹ cô, không thể đối đãi như những tội nhân thông thường. Kinh nói, bảy phần công đức, mình được sáu phần. Phần còn lại, hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc. Đôi bên đều được công đức, mới thực sự viên mãn. Muốn siêu độ cho thân bằng quyến thuộc, chúng ta phải chăm chỉ tu hành, tích công lũy đức, thật tâm siêu độ. Việc tu hành thành tựu thì người thân mới được độ, cũng như ở thế gian. Muốn cho cha mẹ tự hào, thân bằng quyến thuộc và mọi người trong xã hội tôn kính, chúng ta phải thành tựu học vấn, thành tựu đức hạnh của mình. Đi đến đâu, chúng ta cũng được đặc biệt tôn trọng, quan tâm, chiếu cố. Đó chính là cảm ứng tự nhiên là đạo lý. Khi hiểu rõ đạo lý này, lúc đó chúng ta có thể liên tưởng đến nguyên lý vừa nêu trong kinh Địa Tạng. Siêu độ, nếu có công đức, có thể giúp đỡ vong gia đã tạo tác nghiệp tội. Câu chuyện về nữ quan mục có chút khác biệt. Công phu tu hành của cô không thù thắng như nữ Bà La Môn. Cô cũng niệm Phật, trong thời gian ngắn đạt được cảnh giới định trong mơ. Cảnh giới định thù thắng hơn cảnh giới trong mộng rất nhiều. Cô có được cảnh giới trong mộng cũng được xem là thành tựu. Chúng ta hết lòng muốn cứu giúp người thân, nên mới liều mạng dụng công tu học. Thành tựu của chúng ta cũng chính là thành tựu của họ. Ta không thành tựu thì họ cũng không. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch. Lão Pháp Sư Đàm Hư trong tự truyện mang tên Cảnh Trần Hồi Ức Lục, do đệ tử của ông là Đại Quang Pháp Sư ghi chép lại. Quyển sách này lưu thông rất phổ biến ở Đài Loan. Bên trong có một đoạn nói về việc siêu độ. Vào lúc đó, Đàm lão chưa xuất gia. Ông xuất gia rất muộn, hơn 40 tuổi. Trước khi xuất gia, ông đã học Phật và rất dụng công. Trước khi xuất gia ở Thiên Tân, ông cùng mấy vị đồng đạo hợp nhóm cùng nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm suốt 8 năm lạnh giá. Trong số các bạn ông, có một vị họ Lưu mở tiệm thuốc bắc cũng rất tâm đắc và lĩnh ngộ đối với Kinh Lăng Nghiêm. Tuy sự công phu còn kém xa so với nữ Bà La Môn và nữ Quan Mục trong Kinh Địa Tạng, nhưng sự công phu của vị họ Lưu cũng có hiệu quả.
Một buổi trưa nọ, tiệm thuốc vắng khách, buôn bán ế ẩm. Ông Lưu ngủ gục trên quầy. Lúc đang ngủ, ông Lưu mộng thấy có hai người đi đến. Hai người này vốn trước đây là oan gia trái chủ của ông. Họ thiếu nợ ông, và ông tìm đến đòi nợ họ. Hai người này vì không có khả năng trả nợ nên treo cổ tự tử. Sau vì việc này, ông Lưu thường cảm thấy rất khó chịu. Nếu ông không tìm họ đòi nợ thì hai người này sẽ không treo cổ. Ông luôn cảm thấy hối tiếc và ăn năn về việc đó. Bây giờ nằm mộng là gặp họ nên ông rất sợ bị gây phiền phức. Tuy nhiên, hai người này vẻ mặt hiền lành, không bày tỏ thái độ muốn đến hại ông. Cho nên ông hỏi họ: "Các người đến làm gì?" Hai người trả lời: "Chúng tôi muốn đến xin ông xíu độ." Nghe đến đó, tâm ông Lưu liền được an, không lo sợ bị báo thù. Ông lại hỏi tiếp: "Vậy phải xíu độ thế nào cho các người?" Họ nói: "Chỉ cần ông đồng ý là được." Ông Lưu gật đầu: "Được, tôi đồng ý." Lập tức, hai linh hồn này đạp vào đầu gối và đạp vào vai ông, rồi được xin lên trời. Hai người này đi không bao lâu, lại có hai người nữa, chính là vợ con ông đã qua đời. Họ cũng đến quỳ trước mặt ông, cầu xin xíu độ. Ông liền hỏi: "Làm thế nào để xíu độ?" Cũng như lần trước, ông bằng lòng và thấy hai hồn ma này đạp lên đầu gối, đạp vai ông mà xin thiền. Cảnh trần hồi ức lục còn ghi rõ: "Xíu độ cần phải do chính chúng ta có công phu tu học, không có công phu không thể xíu độ cho người khác." Công phu của ông Lưu là 8 năm lãnh giá học Lăng Nghiêm. Chúng ta có thể đem câu chuyện trong cảnh trần hồi ức lục cùng kinh Địa Tạng hợp lại mà khẳng định loại Phật tử siêu độ quy mô lớn thời hiện đại không hề tồn tại vào thời Đức Phật. Thời gian đầu học Phật, chúng tôi cũng có nghi vấn về việc này và đã từng hỏi Pháp Sư Đạo An. Năm xưa, chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Pháp Sư Đạo An. Pháp Sư Đạo An thành lập Đại Chuyên Giảng Tòa ở Đài Bắc, mời chúng tôi đảm nhiệm tổng chủ giảng. Chúng tôi liên lạc qua lại từ lúc ở Tòng Sơn Tự, sau đó giờ đến cạnh Thiên Đạo Tự ở tầng trên của Đại Giảng Đường Hội Phật Giáo. Mỗi chủ nhật chúng tôi lên lớp một lần. Khi đó học sinh rất đông, khoảng hơn 800 người, miền Bắc từ Cơ Long, miền Nam từ Tân Trúc. Đó là thời kỳ hưng thịnh của Hội Phật Giáo. Pháp Sư Đạo An là người phụ trách, kiêm chủ tịch giảng tòa. Vào lúc đó, ngoài chúng tôi, còn có Pháp Sư Ấn Hải, Pháp Sư Trí Dụ cùng phụ trách dạy học. Chúng tôi đã thỉnh giáo với lão Pháp Sư Đạo An rằng: "Việc siêu độ từ đâu mà ra?" Ngài suy nghĩ một lúc rồi nói đại khái: "Căn gốc của việc siêu độ là từ Vô Đường Minh Hoàng, thời loạn An Sử. Sau khi Quách Tử Nghĩa bình định động loạn, triều đình ở mỗi một chiến trường kiến lập một tự miếu gọi là Khai Nguyên Tự, vì xây dựng vào niên hiệu Khai Nguyên. Xây dựng tự miếu này mục đích chính là truy điệu quân dân tử nạn, cho nên pháp hội siêu độ đó cũng giống như lễ truy điệu hiện nay, mời một số cao tăng đại đức tụng kinh, bái sám hồi hướng, truy điệu nhằm mang ý nghĩa kỷ niệm do quốc gia đề xướng. Sau này, nhân gian dần dần bắt chước theo, cũng mời Pháp Sư đại đức tụng kinh, bái sám siêu độ tổ tiên. Do đây mà biết, trước năm Khai Nguyên, không có việc siêu độ này. Pháp hội siêu độ của Khai Nguyên về sau đích thực phát triển, nhưng đến nay đã hoàn toàn biến mất. Trước đây siêu độ là việc làm phụ của tự viện, mỗi năm không quá 2 lần, chủ yếu là tụng kinh thuyết pháp, dẫn chúng tu hành, cho nên chùa miếu gọi là đạo tràng.
Phật giáo ở thế gian là độ người chứ không độ quỷ, độ người sống chứ không độ người chết. Trước đây, tự viện trong Tòng Lâm Ấn Độ nhìn chung hoạt động hai thời giảng kinh, hai thời tu hành. Người Ấn Độ xưa chia một ngày đêm thành sáu thời khắc. Ba thời ban ngày gọi là sơ nhật, trung nhật, hậu nhật. Ba thời ban đêm gọi là sơ dạ, trung dạ, hậu dạ. Trung Quốc xưa sử dụng 12 thời: Tý, Sửu, Dần, Mèo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, vân vân. Còn hiện tại chúng ta đang dùng đơn vị thời gian của Tây phương, tức là ngày đêm gồm 24 tiếng. Như vậy, 2 tiếng đồng hồ của phương Tây là một thời khắc của Trung Quốc, 2 thời khắc của Trung Quốc mới là một thời khắc của Ấn Độ. Thời xưa, tự viện Tòng Lâm giảng kinh 2 thời, tương đương 8 tiếng đồng hồ hiện nay. Tự viện là trường học dành cho người xuất gia và cư sĩ thường trụ. Thời đó, các cư sĩ vào chùa miếu ghi danh nghe kinh. Thông thường giảng một bộ kinh phải mất ít nhất 3 tháng đến 1 năm. Cư sĩ được đồng ý phê chuẩn có thể ở lại 1 năm trong tự viện, cúng dường phí dụng sinh hoạt, đồng thời làm công quả như quét nhà, dọn dẹp, vân vân. Mỗi ngày ngoài 8 tiếng nghe giảng, nghiên cứu, thảo luận, còn phải tu hành. Có rất nhiều phương pháp tu hành, nhưng không ngoài 2 loại trọng điểm, đó là niệm Phật và tham thiền. Vì thế mà có thiền đường, niệm Phật đường. 8 tiếng học thuật, 8 tiếng tham thiền hay niệm Phật, còn gọi 8 tiếng để nghỉ ngơi sinh hoạt. Đạo tràng huân tu, có người không vọng tưởng, thậm chí không có thời gian để vọng tưởng, không có thời gian sinh phiền não. Hiệu quả nổi bật: sau 3 tháng ở đạo tràng, khí chất con người thay đổi. Hiện nay đạo tràng tự viện không còn, giải môn không có, rất ít giảng kinh công phu. Người ta chú trọng xây Phật thất, tu sửa thiền thất, lấy việc siêu độ người chết làm chính, hoàn toàn điên đảo. Tự viện trước đây độ người sống, bây giờ Phật giáo độ người chết. Trước đây là giáo dục, bây giờ biến thành tôn giáo. Vì vậy, chúng ta cần sáng suốt hiểu rõ để tiếp nhận sự giáo dục của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cải thiện cuộc sống, nâng cao cảnh giới của chính mình trong tương lai. Đó mới là bước đột phá. 10 pháp giới chính là 10 thời, không khác nhau. Đức Phật dạy chúng ta đột phá 6 cõi, 10 pháp giới mới có thể chứng được nhất chân pháp giới. Tiêu độ quy mô lớn có hiệu quả hay không? Không thể nói không hiệu quả. Quan trọng là ở người chủ pháp hay người chủ trì siêu độ này. Nếu họ có tu, có chứng, sức mạnh được khẳng định, giống như Lương Võ Đế ngày xưa rất yêu quý một phi tử đã tạo tác nghiệp tội, bị đọa vào ác đạo. Trong văn tự Lương Hoàng Xám ghi chép rất rõ, Lương Võ Đế là đại hộ pháp của Phật môn, mời Bảo Thí Công đến chủ trì pháp hội siêu độ. Bảo Thí Công chính là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài đem phi tử của Lương Võ Đế từ ác đạo siêu độ đến trời Đáo Lợi. Vì vậy, người chủ pháp đàn cần có tu có chứng. Thời đại ngày nay, người có tu có chứng dường như không còn. Cả đời chúng tôi không dám làm Phật sự siêu độ, vì biết mình chưa đủ năng lực, chưa đủ đức năng. Chúng ta hiện nay thường giảng kinh niệm Phật, mặc dù chưa đạt tiêu chuẩn như thời xưa 8 giờ giảng kinh, 8 giờ niệm Phật, nhưng chúng ta thực tập không gián đoạn, cũng thành tựu chút ít. Mỗi năm đến thời kỳ Thanh Minh, Trung Nguyên, Đồng Chí, chúng tôi tổ chức pháp hội tế tổ, cúng tế tổ tiên. Bài vị mà chúng tôi cúng là bài vị tổ tiên trăm họ, một mực bình đẳng, không phân biệt bài vị lớn, bài vị nhỏ bao nhiêu tiền. Phật tử tùy hỷ cúng, hoàn toàn không miễn cưỡng. Pháp hội không thu phí cúng dường.
Trước đây mỗi năm 3 lần pháp hội, nhưng gần đây xã hội động loạn, người chết quá nhiều. Mỗi tháng chúng tôi làm tam thời hệ niệm 1 lần, thành tâm thành ý siêu độ cho tất cả oan hồn chết trong tháng. Đây là những Phật sự phụ thêm của đạo tràng. Hy vọng hàng xuất gia cũng như tại gia hiểu được lý luận và sự thật của việc siêu độ này để thực hiện tốt. Chỉ cần tận tâm tận lực, thành tâm khẩn thiết, nhất định sẽ có cảm ứng. Vì sao phải siêu độ vong nhân? Nguồn gốc của việc siêu độ. Trong nhà Phật, việc siêu độ vô cùng phổ biến. Có thể nói thời đại ngày nay, vong nhân là đối tượng chủ yếu của Phật sự. Trước đây Phật giáo dạy người sống, Phật giáo ngày nay lại độ cho người chết. Đó là lý do Phật giáo bị nhìn nhận dưới góc độ mê tín dị đoan. Nhiều người cho rằng Phật giáo là tôn giáo thấp kém, họ kịch liệt bài xích, trong khi Phật giáo đích thực không phải để siêu độ cho người chết. Lão Pháp Sư Đạo An đã từng giảng, nguồn gốc của việc siêu độ bắt đầu từ thời đại Đường Minh Hoàng, thời Đức Phật không có. Phật giáo truyền đến Trung Quốc thời kỳ đầu cũng không ghi chép sự việc này. Đến thời đại của Đường Minh Hoàng, vì vua Đường sủng ái Dương Quý Phi, khiến nhân dân và triều thần bất mãn, mới có loạn An Lộc Sơn nổi tiếng trong lịch sử, tích nghi cấp đến cả quốc gia dân tộc. Với sự đắc lực của Quách Tử Nghi, một vị đại tướng đương thời, đã bình định cuộc nổi loạn. Tuy nhiên, quân dân tử thương rất nhiều. Sau khi bình định cuộc nổi loạn, triều đình tại mỗi chiến trường chính xây dựng một miếu thờ gọi là Khai Nguyên Tự. Vì đúng vào niên hiệu Khai Nguyên, thỉnh Cao Tăng Đại Đức tụng kinh bái sám, truy điệu cho quân dân tử nạn. Đây là lễ truy điệu do triều đình cử hành, gọi là Pháp Hội Siêu Độ. Từ đó, dân chúng học theo. Mỗi khi có người qua đời, người dân cũng thỉnh Pháp Sư đến làm Phật sự siêu độ, tạo phong tục cho đến ngày nay. Tuy nhiên, pháp hội siêu độ vào thời đó cũng không nhiều, một năm chỉ có 2-3 lần. Công việc chủ yếu của tự viện Am Đường vẫn là giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này. Chúng tôi đã xây dựng đạo tràng ở Đài Bắc, thư viện Nghe Nhìn Phật Giáo, mỗi năm cũng chỉ có 3 lần làm pháp hội siêu độ. Hành Minh, Trung Nguyên, Đồng Chí. Phương thức chủ yếu là mở khóa Phật thất, dùng công đức niệm Phật, hồi hướng cho người mất. Ngày cuối cùng Phật thất, tổ chức tam thời hệ niệm. Hiện tại, rất nhiều nơi cũng dùng phương cách này. Ấn Quang Đại Sư năm xưa còn sống, niệm Phật đường của chùa Linh Nham Sơn không có Phật sự. Phật tử yêu cầu siêu độ tổ tiên, người thân quyến thuộc thì đều để bài vị ở niệm Phật đường. Chùa không làm riêng cho bất cứ ai, mà lấy công đức niệm Phật của đại chúng niệm ở Phật đường hồi hướng. Cách làm này rất đáng được học tập và nhân rộng. Vì sao phải tụng kinh siêu độ? Ý nghĩa của tụng kinh siêu độ so với hình thức truy điệu của thế gian hẳn là sâu hơn. Truy điệu thế gian chỉ mang mục đích kỷ niệm, tưởng nhớ, tuyên dương những cống hiến lúc người đó còn sống, xong rồi quên lãng. Nhưng ý nghĩa tưởng nhớ trong Phật Pháp thì sâu hơn. Tụng kinh niệm danh hiệu Phật Bồ Tát là để truy điệu có ý nghĩa thực chất nhất. Người xưa có câu: thế gian hảo ngữ Phật thuyết tận. Việc tốt ở thế gian Đức Phật đều đã làm, cho nên chúng ta hãy học theo lời Đức Phật để truy điệu người quá cố bằng những việc tốt mà thuật ngữ nhà Phật gọi là công đức chân thật. Người mất nhìn thấy việc làm của chúng ta, họ vô cùng hoan hỷ. Người sống thực tập như lý như pháp thì lợi ích người mất nhận được một phần. Đạo lý này người bình thường khó có thể hiểu được, đôi khi còn cho là hoang đường. Chỉ khi tu học, chúng ta mới điểu ngộ
mới hiểu được chân tướng sự thật. Ngày nay, ít người hiểu hoặc hiểu sai quá nhiều, cho nên cần phải nâng cao cảnh giới của mình thì mới có thể nhận thức chân thật triệt để. Kinh Địa Tạng đưa ra hình ảnh nữ Bà La Môn điêu độ mẹ mình, không thỉnh pháp sư đến làm Phật sự, không hề mời người đến tụng kinh, mà cô dùng phương pháp tu học, dùng bản thân đích thực quay đầu, đoạn ác tu thiện, sửa chữa lỗi lầm, thành tâm sám hối. Sau đó, lấy công đức này để hồi hướng tưởng nhớ mẹ. Mẹ cô nhờ đó mới triệt để đoạn ác tu thiện, đích thực phá mê khai ngộ, bà từ địa ngục liền được sinh thiên. Thế nhưng, nếu tư duy và quan sát tỉ mỉ, chúng ta sẽ thấy nữ Bà La Môn nhờ mẹ tạo tác đọa địa ngục, nên cô mới có động lực quyết tâm tu hành nghiêm túc. Công phu của cô là cảnh giới A-la-hán, thật sự chuyển phàm thành thánh. Người giúp cô đạt đến cảnh giới này chính là mẹ cô. Nhờ duyên của mẹ thúc đẩy nên cô tu hành chứng quả. Khi đã chứng quả, công đức đạt được lại làm bẻ vang cha mẹ mình. Mẹ cô xin từ địa ngục đền cung trời đáo lợi. Chúng sanh ngày nay chỉ biết làm theo hình tướng mà không hiểu nội dung thực chất, cho nên không đạt hiệu quả lớn. Vì sao phải tạo nhiều tượng Phật? Số tiền này đem cứu giúp người nghèo khổ bị nạn không tốt hơn sao? Không thể nói không có lý, cũng không thể nói hoàn toàn có lý. Vì sao? Chúng ta chỉ thấy gần mà không thấy xa. Cứu giúp người nghèo khổ là giải pháp nhất thời, còn tạo nhiều tượng Phật là việc cứu người dài lâu. Nhà Phật tạo tượng không phải vì niềm tin mê tín. Ông Dương, trưởng ban tôn giáo nhà nước Trung Quốc, thời gian qua tiếp xúc với chúng tôi đã nói đến ý nghĩa giáo dục của tượng Phật. Chúng tôi cũng đã bày tỏ nhà Phật đem giáo dục và nghệ thuật hợp lại thành một thể. Giáo dục đạt đến nghệ thuật hóa tối cao, nhà trường và bảo tàng cùng kết hợp, không những tạo tượng mà tất cả các thiết chế đều là công cụ dạy học. Từ tượng Phật đến kiến trúc của nhà Phật, đời sống cũng là công cụ dạy học. Thậm chí tham gia sự kiện, chúng tôi ăn mặc không khác người bình thường. Chúng tôi đặc biệt tìm bộ áo tràng lam màu cà phê, vì màu này tượng trưng của nền văn hóa đa nguyên. Các loại màu sắc trộn lẫn với nhau, gồm đỏ, vàng, lam, trắng, đen, mà người Trung Quốc thường gọi là ngũ sắc, tượng trưng cho năm chủng tộc thống nhất thành một. Màu sắc này là màu của hợp nhất. Thân thể này của chúng tôi là tổng hợp của tất cả tôn giáo, tất cả các chủng tộc, tất cả chúng sanh, tận hư không, khắp pháp giới. Theo Kinh Hoa Nghiêm, một chính là tất cả chính là một. Một màu áo này của chúng tôi chính là các loại màu khác nhau của mọi người. Chúng ta ngày nay cần phải đoàn kết tôn giáo, hòa hợp chủng tộc, đó là giáo dục của nhà Phật. Đại Kinh thường nói, tầm bào thái hư, lượng châu xa giới. Màu này là màu tầm bào thái hư, lượng khắp pháp giới. Chúng ta ăn cơm, dùng bát, thức ăn mỗi nhà cho, đều đựng chung một bát, ẩm thực khác nhau, hợp lại thành một. Cũng vậy, chúng ta hòa trộn các chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, hợp lại thành một. Đời sống đều là biểu pháp, mỗi niệm không quên. Từ đó mà đạo tràng của nhà Phật có hình thức thống nhất. Ở Trung Quốc, bước vào trước tiên phải từ Tam Môn, Tam Môn Thiên Vương Điện, thấy được Bồ Tát Di Lặc với hình ảnh Hòa Thượng Bố Đại, bụng rất to, bao dung khắp cả pháp giới, mỉm cười đón mọi người, tâm thường hoan hỷ, điều gì cũng có thể chịu đựng. Tứ Đại Thiên Vương biểu tượng hộ pháp cho chính mình. Ở Đông Phương, Trì Quốc Thiên Vương biểu trưng cho chức trách. Dù địa vị là gì,
trong ngành nào, chúng ta phải nỗ lực làm tốt, cống hiến cho xã hội, cho chúng sinh, không phải vì bản thân. Tạo phước cho chúng sanh, nhất định phải làm hết chức trách. Trên tay cầm đàn tỳ bà, không phải vì vị đó thích ca hát. Tỳ bà là biểu pháp, đại biểu cho trung đạo, nhà nho gọi là trung dung. Có nghĩa là làm việc phải đến nơi đến chốn, vừa đủ, không nên quá mức. Chúng ta đối với người, với việc, với vật cũng vậy, đều phải vừa chừng, giữ nề nếp và tròn bổn phận. Chẳng hạn, hiện nay trên thế giới, lễ tiết của mỗi nước khác nhau. Lễ kính nhất là 3 lần cúi chào, dành cho tình huống gặp người tôn kính. 2 lần cúi chào, chứng tỏ người ngạo mạn. 4 lần cúi chào, chứng tỏ người đó nịnh bợ. Phương Nam có tăng trưởng thiên vương. Tăng trưởng là cầu tiến, mỗi ngày mỗi mới, quyết không dừng ở hiện tại, cầu trí huệ. Trí huệ phẩm đức phải tiến bộ, tự nghiệp thăng hoa, đời sống ngày càng viên mãn. Cho nên, tạo tượng có ý nghĩa giáo dục vô cùng sâu sắc, giúp chúng ta hiểu và sửa sai. Nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc bao dung, chúng ta liền nghĩ mình chưa bao dung, tinh tâm hổ thẹn mà quyết tâm học tập theo Ngài. Ý nghĩa của công đức tạo tượng so với cứu giúp người nghèo khổ sâu xa vô cùng. Danh hiệu Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi vô lượng vô biên, biểu trưng trí huệ của tự tánh vô lượng vô biên, đức năng vô lượng vô biên, tướng tốt vô lượng vô biên. Ý nghĩa giáo dục là như vậy. Phật giáo trường đại học đầy đủ các khoa, nhưng chỉ dùng danh hiệu Phật Bồ Tát làm đại diện. Đó là giáo dục, không phải là tôn giáo, là trí huệ nghệ thuật, mà không phải là mê tín. Nơi nào phổ biến giáo dục Phật Pháp, nơi đó không có người nghèo khổ. Phương cách giúp này mới triệt để, vì mỗi người có tâm thiện, nghĩ thiện, làm việc thiện, mỗi người đều có thể hiến dâng mình vì xã hội, vì chúng sanh, tạo phước vì thế giới này là thế giới của hạnh phúc. Đem tiền đi cứu giúp người nghèo khổ là việc tạm thời, còn dùng tiền để tạo tượng hoằng dương giáo dục của Phật Đà mới là cách cứu giúp dài lâu, triệt để và viên mãn nhất. Kinh Phật nói, dùng 7 báu của đại thiên thế giới đem cứu khổ cứu nạn, công đức đó không bằng người có tâm vì tất cả chúng sanh. Nói chỉ vẫn vẹn 4 câu kệ khiến người khai ngộ. Cứu tế không thể giải quyết vấn đề, vì đời sống dựa vào cứu giúp. Phật không dùng cách cứu tế để giúp đỡ người. Ngài dạy chúng ta mở trí huệ, có năng lực, dạy chúng ta tự sản xuất, không những có thể nuôi sống mình mà còn có thể giúp ích xã hội. Vì vậy, lợi ích công đức thù thắng của Phật Pháp là vô lượng vô biên. Tiếc là ngày nay rất ít người giảng giải, rất ít người phát huy rộng rãi, nên khiến mọi người trong xã hội hiểu lầm. Đây cũng là lỗi của 4 chúng đệ tử Phật môn chúng ta, do chưa làm hết trách nhiệm. Pháp môn niệm Phật, tất cả chư Phật Như Lai, không vị nào không khuyên người cầu sanh tịnh độ. Các vị đều không chút lòng riêng tư, không chút tâm thiên lệch, mong muốn chúng ta mau chóng thành Phật. Phương pháp thù thắng nhất chính là cầu sanh Tây Phương tịnh độ, nhanh hơn so với bất cứ pháp môn nào, thù thắng ngay trong thù thắng. Thế nhưng, thực tế có một số người nghiệp chướng xấu nặng, nên không tin tưởng. Phật Bồ Tát cũng từ bi, tùy hỷ dạy pháp môn khác, mà chúng ta thường gọi là 84.000. Vậy 84.000 là gì? Là do không tin tưởng pháp môn này, không tình nguyện học tập, không muốn cầu sanh Tây Phương cực lạc. Chư Phật liền mở ra 84.000 pháp môn. Phật mở ra vô lượng pháp môn vì những người nghiệp chướng sâu nặng. Tường tận thông suốt đạo lý này, chúng ta mới cảm nhận sự may mắn
khi gặp được pháp môn của Phật, nhất định sẽ không xả bỏ, không nghi hoặc, mà một môn thâm nhập, tuyệt đối không động tâm. Với pháp môn khác, chúng ta có thể tán thán, nhưng không cùng học. Hiện tại đồng tử có 53 lần tham học, pháp môn nào Ngài cũng tham quan, cũng đều lướt qua. Nhưng Ngài không học theo, mà chân thành niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Cuối cùng, Ngài cũng về được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Họ dùng cụ túc để thập cửu. Phẩm kinh này giới thiệu với chúng ta từ dung mạo đoan chính trang nghiêm, phước đức vô lượng, trí tuệ thông suốt, thần thông tự tại, tuổi thọ dài lâu, cho đến hoàn cảnh sinh hoạt thường ngày của người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là đích đến mà tất cả chúng sanh trên thế gian ngày đêm đang mong cầu. Nếu cầu phước, cầu trí huệ, tự tại, thọ mạng, thì thế giới Cực Lạc mới được viên mãn. Chúng ta không thể cầu được ở thế giới này. Trong tám khổ có cầu bất đắc khổ. Sau khi đã cầu, chúng ta vẫn khổ. Người thế giới Tây Phương Cực Lạc không hề có ý niệm như vậy. Tất cả đều tự nhiên, đều lưu xuất từ tánh đức. Cho nên thân tâm của chánh báo thanh tịnh, quang minh, y báo phước đức thù thắng. Cho nên đã nói siêu thế hí hữu. Trong kinh Thế Tôn nói pháp phương tiện khéo léo, tuy nói nhưng ứng niệm hiện tiền, vô bất cụ túc. Người thế gian thường hay nói tâm nghĩ sự thành, nếu không chú tâm chăm chỉ nỗ lực, sự việc không thể thành. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, vừa nghĩ đến thì liền thành tựu. Phục thứ Cực Lạc thế giới, sở hữu chúng sanh. Cái sở hữu này ý nghĩa rất dài. Phía sau kinh văn có câu: hoặc dĩ sanh, hoặc hiện sanh, hoặc đương sanh. Dĩ sanh là đã sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, thành Phật đã 10 kiếp. Hiện sanh là hiện tại sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đương sanh chính là chúng ta hiện tại chưa đi, nhưng chắc chắn sẽ đi. Đương sanh là sự khẳng định đương nhiên. Khi chính mình hạ quyết tâm, không chút nghi ngờ, cũng không lo nghĩ đã tạo nghiệp gì trong đời quá khứ, hiện tại thì chỗ đương sanh này, chúng ta sẽ có phần. Sau khi gặp được pháp môn, chỉ nghĩ đến Phật A-di-đà, không nên nghĩ thứ gì khác. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói, niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật tiêu hết 80 ức kiếp sinh tử trọng tội. Chúng ta niệm có thể tiêu được hay không? Không thể. Khi chúng ta niệm, đau mồm rắc họng cũng chỉ uổng công. Vậy phải như thế nào khi niệm mới có sức mạnh lớn như vậy? Chính là người không có chút lòng nghi hoặc, trong tâm ngoài Phật hiệu không có bất cứ tạp niệm nào. Niệm được như vậy sẽ tiêu hết 80 ức kiếp sinh tử trọng tội. Không nên khởi vọng tưởng, thậm chí thế gian pháp chúng ta cũng không nghĩ đến. Không nghĩ quá khứ, không nghĩ hiện tại, cũng không nghĩ tương lai, mà chỉ nghĩ A-di-đà Phật, chỉ nghĩ kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy mới tiêu được 80 ức kiếp sinh tử trọng tội. Chỉ cần khởi một vọng niệm, công phu của chúng ta hoàn toàn bị phá hỏng. Do đó, phải triệt để buông bỏ, vạn duyên buông bỏ. Đường sanh ngay trong một đời này, nhất định thành tựu, nhất định vãng sanh. Dài đắc như thị, chư diệu sắc thân, hình mạo đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ minh liễu, thần thông tự tại. Câu dài đắc như thị, chư diệu sắc thân là tổng thuyết. Diệu sắc thân chính là hình mạo đoan nghiêm. Chúng ta đã học phần trước bài kinh, sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới đó là hóa sanh, không phải là thai sanh, nên rất khó tưởng tượng. Người thế gian luôn từ nhỏ lớn dần tuổi tác theo thời gian, mỗi năm đều thay đổi. Trong khi đó, thế giới Tây Phương không như vậy. Thân người ở thế giới Tây Phương
hoàn toàn giống Đức Phật A-di-đà, giống từ tướng mạo thân thể đến phước đức vô lượng. Tuổi thọ ở ngay trong phước đức, tuổi thọ là phước đức đệ nhất, là vô lượng thọ, trí huệ thông suốt, viên mãn. Quá khứ, hiện tại, vị lai, quá khứ vô cùng, tương lai vô tận, cõi này phương khác, tất cả các pháp, không gì là khó thông đạt. Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Lăng Nghiêm cũng đã nói qua vấn đề này. Trước đây, chúng tôi cũng thường hay giảng chư pháp sở sanh. Chư pháp là tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, sanh là khởi sanh. Tất cả pháp từ đâu mà ra? Đức Phật nói, do tâm hiện ra. Tâm đó là tự tánh, là chân tâm của chúng ta. Chúng ta minh tâm kiến tánh, thì làm sao không biết được tác dụng của tâm tánh? Hư không vũ trụ, vô lượng vô biên tinh cầu và tất cả chúng sanh từ đâu mà ra? Từ trong tự tánh của chúng ta biến hiện ra. Khi minh tâm kiến tánh rồi, đương nhiên thứ gì cũng thông suốt tường tận, không cần phải học. Đức Phật nói, sở tri chướng. Cái sở tri chướng này đã chướng ngại chúng ta. Vốn dĩ chúng ta phải biết, nhưng hiện tại lại không biết. Cho nên ý nghĩa của sở tri chướng và phiền não chướng không giống nhau. Bản thân phiền não là chướng ngại, còn sở tri thì không chướng ngại. Có loại chướng ngại chúng ta nhận biết, nhưng không phiền não. Tất cả chúng sinh đều có trí huệ, đức tướng Như Lai. Nhưng vì sao hiện tại chúng ta không có trí huệ thông suốt này? Kinh Phật thường nói, các tổ sư đại đức cũng thường nói sở tri chướng là do khởi tâm động niệm. Kinh Lăng Nghiêm, tôn giả Phú Lâu Na hỏi rất hay. Tất cả chúng sanh có vô minh, vô minh bất giác, tình ba cõi. Vậy vô minh này có từ lúc nào, do nguyên nhân gì mà sinh ra? Đức Phật đáp cũng rất diệu. Vô minh chính là sở tri chướng. Tri kiến lập tri là vô minh bổn. Tri kiến chính là trí huệ thông suốt. Sai sót chính ở chúng ta muốn lập tri. Lập tri là phân biệt, khởi tâm đồng niệm, liền chướng ngại trí huệ thông suốt. Chư Phật Như Lai thường ở trong định, không phải ngồi xếp bằng tĩnh tọa như người thường vẫn nghĩ. Trong định chính là tâm định, không kể đến thân, đi đứng nằm ngồi đều trong định. Đó mới là thiền định. Định là không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Định sinh huệ. Tác dụng của định chính là trí huệ thông suốt. Chúng ta không có trí huệ bởi vì tâm động. Cho nên, nếu muốn cầu trí huệ không khó, chúng ta chỉ cần tận lực giữ gìn tâm, không để cho cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, phiền não dao động. Chúng tôi thường khích lệ các vị đồng tu bằng 16 chữ cần buông bỏ: tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng. Sau khi buông bỏ, chúng ta liền ngay ở trong định. Tuy định này không sâu, nhưng có thể sinh trí huệ. Có công phu thì khi mở bất cứ kinh điển gì, chúng ta sẽ không có chướng ngại, mà trên tinh thần nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Như kệ khai kinh đã nói, mặc dù dĩ nhiên sự hiểu biết của chúng ta vẫn chưa đủ sâu, chưa đủ viên mãn, tuy nhiên sự hiểu đó là chính xác, không sai. Vì khi đó chúng ta đã có sức định. Nếu không buông bỏ 16 chữ vừa nêu, một chút định cũng không có, thì không những Đức Phật giảng chúng ta sẽ không hiểu, mà chú giải của tổ sư chúng ta xem cũng không hiểu. Sở tri chướng ở ngay đó. Tâm càng thanh tịnh, trí huệ càng lớn. Lời nói của Cậu Đức rất có đạo lý. Tu hành Phật Pháp chính là một chữ buông. Buông bỏ, từ sơ phát tâm đến quả vị Như Lai không hề khác biệt. Buông bỏ một phần, chúng ta liền có thể nhìn thấu một phần. Nhìn thấu là trí huệ thông suốt. Chúng ta liền có thể được một phần tự tại. Thần thông tự tại đều có thể có được. Người của thế giới Tây Phương Cực Lạc
vi diệu không thể nói hết. Chữ đường sanh rất vi diệu. Ngày nay, chúng ta hạ quyết tâm tu tịnh độ, một lòng một dạ, đó chính là đường sanh. Ngay đời này nhất định sẽ không còn luân hồi, nhất định được sanh tịnh độ. Bản thân tràn đầy tính tâm, tin đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, những thứ này hãy đều có được, thậm chí còn viên mãn. Bồ Tát thất địa tiếp cận viên mãn, lên bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác đều viên mãn. Ngôi vị thứ năm chính là quả vị Như Lai cứu cánh. Lý do của việc lựa chọn pháp môn niệm Phật. Vừa rồi đến Trung Quốc, chúng tôi gặp rất nhiều vị đồng tu Phật giáo trách móc rằng tại sao chúng tôi chỉ tuyên dương pháp môn tịnh độ mà không nói đến các pháp môn khác. Họ lo lắng, chẳng lẽ tương lai chỉ có tịnh độ, còn các tông phái khác đều không có. Kỳ thật, họ không hiểu cách thức giảng kinh, giảng bộ kinh nào, nhất định phải tán thán bộ kinh đó. Chúng tôi giảng tịnh độ mà lại tán thán thiền, chẳng phải làm trò cười hay sao? Đây là một nguyên tắc cơ bản. Bất cứ tông phái nào khi giảng giải, chúng ta phải tán thán để người nghe mới có thể sinh tín tâm, có thể thọ dụng, y giáo phụng hành, chân thật được lợi ích.